Trong những ngày này, người dân Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, theo dõi Đại hội 13 của Đảng và tiếp tục kiến nghị với Đại hội nhiều vấn đề quan tâm. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại phường Hòa Cần Bắc, quận Hải Châu. Qua cái nghiên cứu văn kiện Đại hội 13 thì tôi thấy rằng là tôi hy vọng là trong cái đại hội tới sẽ tìm ra được những cái người mà có tâm, có tầm, có nhiều cái bước đổi mới như thế nào đó để mà tạo gây được một cái lòng tin cho nhân dân, và đặc biệt là trong cái công tác mà phòng chống tham nhũng thì thật sự phải làm mạnh hơn nữa để làm như thế nào đó để mà dân họ có một cái nhìn về cái đổi mới trong cái đại hội đảng mới, cũng như là một cái mà cái niềm tin mà của nhân dân mình đối với đảng là vững bền hơn. Tôi kỳ vọng cái đại hội này nó sẽ chọn được những người, những con người có đức có tài, có trách nhiệm với nhân dân, làm ra xây dựng đất nước chúng ta. Bởi vì hiện tại bây giờ là đất nước mình ở trên đà, và cũng trong cái thời điểm nghĩa là đất nước có được cái quy rất là lớn, cho nên cùng với cái khí thế này chúng ta cố gắng coi như là dạy cái đất nước mình lên.